xin chào các bác nhá. Hôm nay em về được vài đôi loa của hãng Tiamo. Hãng Tiamo này là một hãng rất là thương hiệu rồi các bác nhá. Đấy, loa của nó rất là hay các bác. Tiamo Pro là một thương hiệu đến từ Pháp các bác nhá. Đấy, công nghệ của Pháp các bác này. Đấy, loa full 25. Cái bích đằng sau cái này là bằng nhôm các bác nhá. Đấy, là đặc trưng của những cái dòng loa xịn này. Đấy, là loa full 25 luôn, nhưng mà các bác nhìn cái dáng thùng của nó này. Đấy, nhìn cái dáng thùng của nó gần bằng full 30 luôn. Và tí em quay cái nội thất của nó cho các bác xem nhé, rất là chất lượng. Trước khi giới thiệu chi tiết loa này thì em báo giá công khai luôn là 6.200.000 đồng. Giá bán tại cửa hàng các bác nhé, 6.200.000 đồng giá bán tại cửa hàng. Đấy, bác nào mà chuyển khoản đủ thì em sẽ bao ship nhé. Còn nếu bác nào cọc thì cọc cho em 1 triệu. Và em không bao ship, nếu mà ship code thì em không bao ship nhé. Đây bác nhìn này, đây là đôi DK bát 30. Đấy, dáng cái này chiều sâu bằng nhau, chiều sâu bằng nhau. Còn nó chỉ thấp hơn một chút xíu chiều cao thôi. Đấy, chiều ngang nó bé hơn một tí xíu các bác nhá. Nói chung là 25 nhưng mà dáng rất là to. Đấy, chơi phòng tầm khoảng 25 mét ok luôn. Còn đây quay nội thất thì nó có của nó cho bác xem không nhá. Nội thất thì quá đẹp rồi. Đây, e căng của nó đây, e căng của nó là bọc có cái lưới chắn bụi các bác này. Đấy, thương hiệu và công nghệ là đến từ Pháp các bác nhá. Đây, tép của nó đây. Tép của nó thì nói chung là bằng tép của 30 luôn các bạn. Bằng tép của 30 luôn. Đấy, tất cả những cái dòng cả loa Mỹ này, những cái dòng loa hay là nó rất hay hàn dây kiểu này các bác nhá. Hàn dây kiểu này. Đấy, loa nó zin hết nên là em cũng ngại, cũng lười không tháo cái mối hàn ra. Đấy, thương hiệu Tiamo Technology by Frank, đấy, công nghệ của Pháp. Đấy, tí nhìn các bác nhìn cái quả phân tần của nó mới dã man. Đây, loa màng rất là đẹp các bác nhé. Đấy, gân vải tẩm dầu. Đấy, keo vẫn còn mới, rất là mới đây các bác này. Đấy, keo vẫn còn dính như này. Đây, quả phân tần của bác, của bác nhé. Đấy, phân tần rất là to hơn găng tay của em các bác nhé. Đấy, toàn sử dụng tụ Bendix các bác này. Đấy, tụ Bendix này. Đấy, nói chung là phân tần rất là gấu. À, bát thì bằng từ bằng bát 30 các bác nhé, từ 17 côn 76. Đấy, từ 17 côn 16, các bác nhìn quả từ có dã man không, từ 17 côn 16, và keo côn rất đẹp các bác này. Đấy, keo côn rất là đẹp luôn. Toàn bộ loa em bán là zin hết các bác nhé. Cặp nào mà không zin thì em sẽ để lại sau cùng để em thanh lý. Đấy, còn đa số là đã, em đang đăng lên là đây là toàn là loa zin hết các bác nhé. Đấy, từ rất là to các bác này. Tiamo Technology by Frank, từ 17 côn 76. Loa này thì chơi thì em bao hay các bác nhé, bao hay cho các bác luôn. Đấy, 6.200.000 đồng cho một cặp loa đẹp, thương hiệu và chất lượng. Các bác hát hò và nghe nhạc thì ok nhé. Đấy, cái chất âm của nó thì em test cho các bác ở ngay đầu video rồi đấy. Bác nào mà có nhu cầu đặt mua thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.